Thưa quý vị, nhiều người đang rất háo hức trước thông tin có thể lái xe qua Trung Quốc, qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 30 tháng 10 tới đây. Người dân dùng phương tiện cá nhân và có thể sang thành phố Đông Hưng, đi sâu tới thành phố Nam Ninh của Trung Quốc. Ngược lại, thì khách nội địa của Trung Quốc khi mà đến với thành phố Đông Hưng cũng được tự lái xe qua cửa khẩu để sang Móng Cái và được đi đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh của Việt Nam. Xe tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh được thí điểm năm 2016, hoạt động giới hạn trong thành phố Móng Cái. Một lần nhập cảnh tối thiểu 5 xe và tối đa là 20 xe mỗi đoàn. Tổng lượng xe tự lái Trung Quốc tại Việt Nam không quá 100 chiếc một ngày. Sau một năm thực hiện, có 93 xe với 256 du khách từ Trung Quốc qua Móng Cái. Ở chiều ngược lại, có 38 xe với 110 khách từ Việt Nam sang thành phố Đông Hưng. Đến năm 2018, chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh mở rộng phạm vi hoạt động xe tự lái của Trung Quốc đến thành phố Hạ Long. Du khách Việt lái xe sang Trung Quốc được vào thành phố Quế Lâm, cách biên giới khoảng 600 km. Sau khi COVID-19 bùng phát, tour xe du lịch tự lái đã bị ngừng. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 10 tới đây, thành phố Móng Cái sẽ mở tuyến du lịch cho du khách tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái. Cụ thể, du khách nội địa của Việt Nam khi ra Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang thành phố Đông Hưng và được đi sâu đến thành phố Nam Ninh của Trung Quốc. Ngược lại, thì khách nội địa của Trung Quốc khi đến thành phố Đông Hưng cũng sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang Móng Cái và được đi sâu đến thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Đây là chiến lược phát triển du lịch hai quốc gia một điểm đến của Móng Cái để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.